Tối ngày 29 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Trịnh Văn Chiến liên quan đến sai phạm tại vụ án Hạc Thành Tower, song chưa công bố sai phạm cụ thể. Trước đó vào tháng 10 năm 2023, ông Trịnh Văn Chiến đã bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, Khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 12, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại căn nhà số 12 đường Nguyễn Di Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, nơi ở của ông Chiến để tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở. Nhiều người dân sống xung quanh khu vực nhà số 12 đường Nguyễn Di Hiệu tỏ ra bất ngờ trước thông tin ông Chiến bị khởi tố khám xét nơi ở. Liên quan vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát hơn 55 tỷ đồng trong dự án xây dựng Hạc Thành Tower, Ngày 21 tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự. Ông Cù Đình Hiền, cựu Tránh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Bùi Văn Nam, cựu Phó phòng Kinh tế Tài chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố cùng tội danh. Ông Nguyễn Đình Xứng trước đó bị Thủ tướng xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 2020, xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh giai đoạn 2012-2014. Trong vụ án này năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt bà Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, ông Nguyễn Bá Hùng, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, và ông Vũ Xuân Hùng, cựu trưởng phòng quản lý công sản giá cả Sở Tài chính đã nghỉ hưu với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can tiếp theo là ông Nguyễn Xuân Hướng, 53 tuổi, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã và Nguyễn Mạnh Sơn, cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã. Ông Đinh Xuân Hướng khi rời công ty Sông Mã đã được bổ nhiệm làm chủ tịch rồi bí thư huyện ủy Như Thanh, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá giao đất, thu tiền sử dụng đất tại số 3 đường Phan Chu Trinh, thành phố Thanh Hóa cho công ty Sông Mã để triển khai dự án đầu tư diện tích đất giao thu tiền sử dụng đất là hơn 2.700 m2 với tổng số tiền phải nộp ngân sách nhà nước gần 57 tỷ đồng tương ứng 21 triệu đồng mỗi m2. Năm 2013, dự án được Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh nâng diện tích từ hơn 2.700 m2 lên hơn 2.900 m2 nhưng tiền sử dụng đất của công ty sông Mã phải nộp lại giảm từ gần 57 tỷ đồng xuống hơn 48 tỷ đồng. Năm 2013, công ty sông Mã mới hoàn tất điều chỉnh mặt bằng quy hoạch và được bàn ra đất thực địa một năm sau đó. Tuy nhiên, từ năm 2012, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đồng ý cho công ty Sông Mã chuyển quyền sử dụng đất đối với khu đất xây dựng tòa hỗn hợp 15 tầng Hạc Thành Tower cho công ty trách nhiệm hạn Huy Hoàng là chủ đầu tư cấp 2. Cơ quan điều tra cáo buộc việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Hạc Thành Tower là trái quy định pháp luật khi chưa được giao đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Công ty Sông Mã không xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất trên tại thời điểm giao đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Công an tỉnh Thanh Hóa xác định thời điểm năm 2013, ông Trịnh Văn Chiến với vai trò là chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho công ty sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower theo đơn giá được xác định trước đó 4 năm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 55,8 tỷ đồng. Chính thức vào ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC03, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Xứng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cù Đình Hiền và Bùi Văn Nam đều nguyên là Phó trưởng phòng Kinh tế Tài chính thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Sai phạm của các bị can trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của công ty Sông Mã nay là công ty cổ phần sông mã tại dự án Hạc Thành Tower. Theo tài liệu của cơ quan công an, ngày 29 tháng 1 năm 2013, ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 389 QĐ UBND giao cho công ty sông mã phần đất có diện tích 2.958,7 m2 tại đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án Hạc Thành Tower. Vị trí khu đất dự án Hạc Thành Tower nằm ở ngã tư giao nhau giữa đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành, được xem là khu đất vàng ở thành phố Thanh Hóa. Diện tích đất giao thu tiền sử dụng đất là 2.706 m2, Số tiền sử dụng đất công ty Sông Mã phải nộp cho ngân sách nhà nước là 56.826 tỷ đồng, tương ứng 21 triệu đồng trên 1 mét vuông. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Tài chính chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước của công ty Sông Mã. Thời điểm trên, ông Nguyễn Đình Xứng đang là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, được phân công phụ trách giá cả. Thế nhưng, khi Sở Tài chính có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, thì ông Trịnh Văn Chiến trước khi đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vẫn trực tiếp giải quyết. Đến năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh nâng diện tích đất của dự án Hạc Thành Tower từ hơn 2.706 m2 lên hơn 2.900 m2, nhưng tiền sử dụng đất công ty sông mã phải nộp lại giảm từ hơn 56.826 tỷ đồng xuống hơn 48 tỷ đồng. Sai phạm tại dự án này đã được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ. Dù đến năm 2013 mới giao đất, nhưng vẫn tính giá đất của năm 2009 là 21 triệu đồng trên 1 mét vuông. Trong khi thực tế, tại thời điểm 2013, giá đất được đơn vị ngay cạnh, giao dịch với ngân hàng là gần 60 triệu đồng trên 1 mét vuông. Theo tính toán của cơ quan chức năng, việc tạo điều kiện áp giá cũ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 56 tỷ đồng, hoặc thành Tower trở thành dự án tay tiếng suốt nhiều năm qua vì đất vàng, giá bèo. Dự án hiện đã được nhượng quyền và cho các đơn vị khác thuê lại. Liên quan đến hồ sơ Hạc Thành Tower, vụ việc đã được khởi tố từ tháng 6 năm 2022. Vài ngày trước, bà Đinh Cẩm Vân, 57 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài chính đã bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan dự án Hạc Thành Tower. Trong ngày 5 tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bà Vân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Vân đã nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Ngoài ra, trong vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can gồm Nguyễn Bá Hùng, 57 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa, cựu bí thư huyện ủy, cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Như Xuân. Văn Xuân Hùng, 63 tuổi, nguyên trưởng phòng quản lý công sản, giá cả Sở Tài chính Thanh Hóa. Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty Sông Mã. Đinh Xuân Hướng, cựu bí thư huyện ủy, cựu chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Như Thanh, Thanh Hóa, nguyên tổng giám đốc công ty Sông Mã. Như vậy, tính đến thời điểm này, liên quan đến các sai phạm của dự án Hạc Thành Tower đã có 8 bị can bị khởi tố để phục vụ điều tra. Đây là vụ án lớn ở tỉnh Thanh Hóa, không chỉ vì số tiền gây thất thoát lớn mà liên quan đến nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở và tỉnh dính vào vòng lao lý, thu hút sự chú ý của dư luận và người dân tỉnh Thanh Hóa. Vào thời điểm Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt giá đất tại dự án Hạc Thành Tower thì công ty Sông Mã đang trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Trước khi cổ phần hóa, công ty Sông Mã là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Được biết, ông Nguyễn Xuân Phi, nguyên bí thư thành ủy Thanh Hóa, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa, từng giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị công ty Sông Mã. Sau khi ông Phi được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa vào năm 2007 thì ông Nguyễn Mạnh Sơn được bổ nhiệm thay ông Phi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị công ty này. Vào tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020 từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Trước đó, ngày 28 tháng 7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và một số nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, trong đó có ông Nguyễn Đình Xứng. Cụ thể trong cuộc họp, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc cho chủ trương đầu tư, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch một số dự án sử dụng đất của công ty cổ phần tập đoàn FLC cho chủ trương phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư công thuộc đề án thành phố thông minh trong quản lý sử dụng đất và thực hiện dự án Hạc Thành Tower, trong công tác cán bộ, trong lãnh đạo công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vi phạm của Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, để nhiều cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự, gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Đồng chí Mai Văn Ninh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương. Các đồng chí Trịnh Văn Chiến, Nguyễn Đình Xứng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương các đồng chí lê thị thìn phạm đăng quyền trịnh hữu hùng hoàng sĩ bình hoàng văn hùng đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước dư luận xấu trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương đồng chí nguyễn thanh trì với cương vị tỉnh ủy viên tránh thanh tra tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống nhận hối lộ bao che cho cán bộ cấp dưới nhận hối lộ khi thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương để nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự vi phạm của đồng chí nguyễn thanh trì gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành thanh tra. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020 cảnh cáo đồng chí mai văn ninh đề nghị ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí trịnh văn chiến ban bí thư quyết định kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí nguyễn đình xứng lê thị thìn phạm đăng quyền trịnh hữu hùng hoàng sĩ bình hoàng văn hùng khai trừ ra khỏi đảng đồng chí nguyễn thanh trì